Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game đảo kho báu. Và ok, hôm nay thì mình sẽ review ạc của mấy anh em. Cái tên căng người ta hút thuốc lào. Ạc của bạn xinh bé hay là không biết. Nhưng mà ok, bây giờ mình sẽ review ạc của bạn này. Và bây giờ mình sẽ xem được ạc bạn này chỉnh những cái gì anh em. Hiện tại giờ bia cũng còn khá là nhiều nè. Không biết có cái chơi cái sự kiện thâu tóm được này chưa. Chưa có quét bia gì hết nè. 130 mấy k đủ chơi rồi anh em à. 130 mấy k đủ chơi nè, sao không quét bia. À, hết ngọc anh em à. Hết ngọc rồi anh em ơi. Khá là tiếc. Còn ngọc là khá là ngon. Ủa, còn dư khá là nhiều điểm này nè. Không biết là có nạp chưa, như chưa nạp anh em, chưa nạp luôn. Wow. Không biết là em nó có muốn nạp hay không. Em nó chưa nạp anh em à, em nó chưa nạp. Một ạc mới tin thôi anh em à. Chưa nạp gì hết. Tự nhiên mình mất kết nối với chủ rồi nè. Ok thì mình sẽ hỏi em đó là có muốn nạp hay không, thì mình sẽ đập vô 10k để mà xả điểm nhà hàng cho em đó. Đó, để hỏi em là em muốn nạp hay không. À ok. A few moments later. Ok, thì để mình đập vô cho em nó 10k để mà lấy cái gói nạp đầu nha anh em. 10k lấy cái gói nạp đầu. Đây. Sosegi mã thẻ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhập cho thôi. Ok, thành công rồi anh em à. Rồi ok, như vậy là xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ có thể là xả điểm nhà hàng rồi nè. Đây, xả điểm nhà hàng bia khá là nhiều anh em. Xong mình sẽ xả điểm nhà hàng cho em luôn. Những anh em nào mà không nạp đâu thì mình sẽ tôn trọng ý kiến của anh em, mà mình sẽ hỏi trước khi mình nạp vô để không thôi. Là mấy anh em đó muốn cày chay này kia, anh em muốn cái ạc của mình còn chinh như Ngọc Trinh và chắc mắt chinh này, Trinh Nguyên trong trắng này kia các kiểu anh em à, còn chinh đó thì nhiều khi anh em muốn dạng như cày chay, muốn là chùm cày chay này kia các kiểu, không nạp vô xem nữa là lên được bao nhiêu chiến. Đó, ok, nhận được xong cũng được khá là nhiều đồ chơi nha anh em, được hơi bị nhiều đồ chơi á. Để mình xem nãy được bao nhiêu cái thùng bia ở đây. Wow, 280 thùng bia. Chiều mọi thằng bạc các kiểu anh em à. Thì cái 10k nó nạp vô thì chắc là cũng sẽ không có nhận được gì hết, nhưng mà như là ở trong này có cái chỗ để mà nhận anh em à. Và ưu đãi nạp hàng ngày nè, đó. 300 bia. Rồi, ok, 60 kim cương thôi. 60 kim cương anh em à. Đua top item. À, hiện tại giờ hết ngọc rồi. Sẵn chỉ cho anh em cái cách kiếm ngọc đó, anh em chịu khó đi liên đấu hàng ngày nè, đi liên đấu nè, đi phe chiến nè, rồi vô khiêu chiến nè, đi chiến đội nè, tìm kho báu nè, tìm kho báu lại impel down đó. Đây full hết rồi anh em à. Ồ, cũng khá là ngon nhé. Với lại chịu khó đi nhà ngục impel down. Ôi trời, điểm nhóc chân nè, không chịu đi nhà ngục. Đó, đi nhà ngục là hơi bị ngon anh em, cũng được khoảng tầm ngàn ngoài kim cương nữa. Ủa lộn, ngàn ngoài ngọc nữa. Đó, xong. Chịu khó đi cái này cũng khá là êm bọn anh em. Tại sao lại không đi, tại sao lại không chịu đi nhà của em đâu. Hiện đại giờ thấy full điểm khá là nhiều nè anh em. Đó, xong, chịu khó ngày đi 20 tầng anh em, để dành khoảng 100 điểm hoặc là 80 điểm anh em phải đi full luôn. Còn anh em đi lỡ cỡ này kia, nhiều khi đang đi nửa chừng nó bị người ta cướp anh em, cướp sẽ bị mất đi khoảng 20% rồi phải. Đó, mình phải đi full, đi này luôn, đi này kiếm điểm này kia các kiểu luôn. Rồi ok. Để mình xem thử mấy con tướng các bạn biết xin hút thuốc lào server đảo dấu vàng 4. Ok, để mình xem thử hiện tại giờ là con này Mihao chưa up lính nè. Ê, không, Mihao chưa up lính ta. Rồi xài lính này luôn cũng được.
chế sát thủ, khắc chế kỵ binh gì nè. Đây mấy con tay dài thì mấy con tay dài thì sẽ up lính này, sẽ sử dụng mấy con lính tay dài xuất chiến. Đây sử dụng mấy con lính tay dài này, hay đây thì sẽ sử dụng lính tay dài này luôn. Mấy con tướng tay dài thì anh em sử dụng lính tay dài nha anh em, để cho nó bắn xa xa một xíu, để cho nó hạn chế tiếp xúc sắp lá cà này kia với địch này kia các kiểu. Đó, sử dụng con này luôn, xuất chiến, nâng cấp nhanh, nâng cấp lên được một cấp à. Đó, xuất chiến luôn. Senji, Senji thì thường là mình sẽ sử dụng con khắc chế kỵ binh này phải anh em. Đây, thường thường sẽ khắc chế kỵ binh nè. Ôi, khắc chế kỵ binh sẽ bị tụ khắc mớ lực chiến. Đây, xuất chiến, sử dụng con này anh em, sử dụng con này được lên thêm mớ lực chiến cho nó đẹp trai xíu. Wow, cũng khá là ngon các anh em. Đây, Ineo cũng bộ trang bị mình nghĩ là không nên up cái bộ trang bị, up cái vũ khí lên nhiều như vậy đâu, nên chia ra, chia ra mấy món này để mà lấy cái dòng cộng hưởng nha anh em, để mình lấy cái dòng cộng hưởng nè. Ineo, hình xăm để mình xem hình xăm sát thủ. Trời, hình xăm cái này, con này là xạ thủ mà anh em à. Con này là xạ thủ nha, đúc sát thủ là sai. Đây anh em nhìn ở cái góc này nè, cái góc này nó có hình cây cung này anh em, cây nỏ nè, cây nỏ nè. Đó, đây chính là cái xạ thủ. Còn sát thủ là nó hình phi tiêu anh em à, hình phi tiêu đây. Katakugi với lại Gokodai nè. Kiếm sĩ là hình cây kiếm anh em. Còn cái hình cái khiên là mấy con tiên phong, mấy con tướng tăng cơ châu bò các kiểu này kia. Đây. Hồi công, tốc độ công, xác suất né bị công giảm sĩ khí, ok, ngon luôn. Đây, trái quỷ hiện tại giờ cái trái con Ineo chưa dám định. Hình xăm thì chắc là xài đỡ, hình xăm con nào sao mà sử dụng sát thủ anh em à. Còn này kiếm sĩ nè, ok luôn. Kiếm sĩ nhưng mà giờ chỉ sử dụng hình xăm hồi sĩ khí anh em à. Sử dụng hình xăm hồi sĩ khí á, đừng có sử dụng hình xăm hồi sinh này đó. Giờ mà bên nào ra chiêu trước, bên đó xòi sĩ khí nhanh, bên đó khóa chiêu trước là coi như ngon rồi, không cần phải hồi sinh đâu. Để mình xem thử còn cái hình xăm hồi sĩ khí nào không, mình truyền qua giùm luôn. Đây, khá là nhiều, cũng khá là nhiều hình xăm. Đây, mình gắn vô luôn. Đó, 283B, kỳ trùy nè. Kỳ trùy hiện tại giờ lên sao đỏ rồi anh em à. Nhưng mà rất tiếc là này mới có một sao thôi, nó không có full được cái cộng hưởng. Hiện tại giờ không đủ cấp để mà cộng hưởng cái này, như 20 nè anh em, 20 nè, cái này chỉ có 11 thôi, không đủ, chưa đủ để mà cộng hưởng cái này. Cộng hưởng này thì anh em cần phải cấp 20, bộ trang bị đỏ cấp 20 thì mới cộng hưởng được. Còn thiếu tí xíu anh em, hình linh hồn cũng cấp 15 nè, không nạp mà cũng ngon với anh em, 200 mấy chục B cũng khá là ngon. Nami thì sử dụng cái hình cái bộ trang bị hồi sĩ khí anh em, hồi công cái bộ trang bị Sanji thì nó sẽ ngon hơn so với cái bộ trang bị này. Cũng đúc xong hết các dòng rồi anh em, cũng ngon á. Có cái tốc độ công thì chưa đúc nè anh em, tốc độ công thì chưa đúc. Ôi, hey, lấy khắc bạo rồi nè. Giờ cái dòng tốc độ công thì đâu có chỉnh được, bây giờ chỉ có nước là chuyển từ cái bộ này sang một cái bộ nào đó khác, rồi sau đó chuyển ngược từ cái bộ đó chuyển ngược về thì nó sẽ bị mất đi cái dòng cuối. Thì sau đó mình sẽ đúc cái dòng trên này và bỏ đi cái dòng cuối thôi. Phải giám định lại thêm một lần. Đấy, đơn giản lên anh em. Sẽ lấy được cái dòng. Ôi, sao không có con nào mà lấy cái dòng mà tốc độ công hết vậy nè. Con này phải lấy cái tốc độ công để cho nó hồi sĩ khí nhanh, nhưng mà được thì chuyển qua cái bộ trang bị Sanji luôn. Nếu mà có nguyên liệu giám định này kia các kiểu thì đổi qua bộ trang bị Sanji. Còn nếu không thì xài tạm bộ trang bị này cũng được. Nhưng mà chuyển tới chuyển lui để mà nó mất đi cái dòng cuối của cái bộ cái này đi. Kháng bạo nè, lấy cái dòng tốc độ công sẽ ngon hơn anh em. À, con này cũng là cái hệ xạ thủ luôn. Chắc quỷ Akainu cũng được, trái ớt này cũng được anh em à. Trong cái đội hình thì nên sử dụng một hai trái ớt rồi đó, cho nó trừ sĩ khí bên kia, để mà hạn chế bên kia nó hồi công, nó hồi nộ này kia các kiểu, cho nó nhanh lên thì mình sẽ ngon hơn, nó giảm đi cái tốc độ hồi bên kia. Còn cái bộ trang bị Kaido, cũng có bộ trang bị Kaido luôn, căng lắm anh em à. Ngon chứ bộ, giỡn cho anh em, cũng có bộ trang bị Kaido luôn chứ bộ giỡn anh em à. Đây, nhiều anh em bảo là không nạp thì không có đồ Kaido, thì bộ bạn này cũng không nạp mà cũng có bộ đồ Kaido luôn, mới ghê anh em à. Đây, chưa nạp một lần, trắng tinh như ngọc trinh. Đó, gắn hình xăm hồi sĩ khí vô sẽ ngon hơn. Đây, bộ trang bị Kaido thì gọi vậy suy nghĩ nhiều rồi. Có cả hồi công với lại tốc độ công luôn, số bỏ chí này cái kiểu tốc độ di chuyển tướng kháng bạo, đúng cái dòng kháng bạo chi ta. Đấy, cái dòng sát thương bạo kích sẽ ngon hơn, bị công giảm sĩ khí hồi công với lại tốc độ công là ok nè. Khỏi lấy né, bỏ kháng bạo lấy cái sát thương bạo kích vô, bỏ cái kháng bạo luôn. Đây, mấy cái này lấy kháng bạo hết đây mà.
Rồi, ok, trời ơi, cái này lấy cái dòng gì vậy ta? Không phép rồi nè, sai lầm rồi. Sai lầm của tuổi trẻ bây giờ chuyển tới chuyển lui cho mất cái dòng cuối xong giám định là dòng cuối. Cho đó đúc hai cái dòng này lại. Dòng trên lấy sát thương một kích, dòng dưới nào bị không giảm chiến khí nó có sẵn đó nè. Rồi, quất lên luôn. Để mình xem thử, cảm đá. Sát thương một kích, tăng công vật lý, giảm sát thương vật lý phải nhận, kháng bạo, giảm sát thương phép phải nhận. Tăng công vật lý, kháng bạo, sát thương. À, cũng được, được, cũng được anh em ạ. Hoặc là bỏ cái viên đó, lấy cái viên sát thương điểm vô, sát thương vật lý điểm đây, đó, có viên 13 nè. Đây, lấy viên công thì vật lý điểm này vô sẽ ngon hơn. A vẫn là đam chính mà anh em, A vẫn là đam chính nha. Công vật lý được một dòng rồi nè, dòng công nè, kiếm thêm dòng nữa là đẹp trai luôn anh em à. Hồi sĩ khí, kiếm sĩ, đó, có cái dòng sát thủ nó hơi sai sai xíu. Còn Mihao thì anh em sử dụng cái bộ trang bị Sanji hoặc là Nami cũng được, tùy anh em. Thì tốc độ nhanh thì nó sẽ được thêm mấy dòng hồi công này nó sẽ tăng lên cũng nhanh, tùy anh em thôi. Sử dụng cái hồi công thì nó sẽ hồi công cũng được nhanh hơn xíu, hồi công tỷ lệ hồi công nhanh hơn thì nó sẽ khóa chiêu bên kia nhanh hơn, sẽ ngon hơn. Mình nghĩ là chắc là nên lấy cái bộ trang bị Sanji này hợp lý hơn anh em à, trang bị Sanji này sẽ ngon hơn. Tại sao không không tách cái bộ này ra để mà lấy thêm mấy cái bộ trang bị Kaido khác ta? Nghĩ là chuyển hết mấy bộ này qua bộ trang bị Kaido sẽ ngon hơn. Để mình xem thử còn có bộ trang bị Kaido nào nữa hay không, mất kết nối với chủ tiếp. Đây, để mình vô mình xem lại con Mihawk, xem lại con Mihawk anh em, xem lại Mihawk, Mihawk Mauhi. Đây, giờ mình sẽ dỡ cái này ra mình xem thử. Ô, có bộ trang bị Kaido anh em, sao không không chuyển qua, chắc là không có nguyên liệu giám định đây mà. Mình nghĩ là chắc không có nguyên liệu giám định, không có đủ nguyên liệu giám định này cho nên là chưa truyền qua. Để mình xem thử hiện tại bây giờ thì đá đỏ còn khá ít anh em mà, đá đỏ còn rất là ít. Đá đỏ còn ít lắm. Nguyên liệu giám định. Rồi, cái viên đá màu tím tím để mà giám định nó mất tiêu rồi ta. Như là hết rồi phải anh em. Đây, còn bộ bụi giám định nè, bụi giám định còn nè. Cái viên màu viên này đây còn cũng không đủ anh em, không đủ để mà có thể là giám định được full một cái set trang bị đâu đó. Ở đây còn 1.800 túi nè, đợi cái sự kiện mà Ngọc Lục Sắc ra, sau đó mua dùng điểm đó để mà đổi cái túi giám định, đổi cái túi giám định sau đó là giám định sẽ ngon hơn rất là nhiều anh em. 130k 138k bia mà giờ hết ngọc nó hơi bị tiếc anh em, hơi bị tiếc ha. Bữa nay là ngày cuối cùng để mà xả rồi, bữa nay mà không có ngọc để mà xả thì hơi bị tiếc. Sự kiện thâu tóm được này nói chung là cũng dễ ăn, 138k. Nếu mà chịu khó chơi nhảy bậc này kia có khả năng cao sẽ full được 200 tầng anh em. Nhảy bậc từ đầu đến cuối luôn, nhảy bậc từ đầu đến cuối, bậc nào mà nhảy được thì nhảy hết luôn. Thì sự tỷ lệ thì cũng có khả năng là sẽ có thể là ăn full được sự kiện thâu tóm. Này, cho mấy con này vô. Rồi, ok. Xếp đại đi, mấy nông dân mà dễ quánh mà anh em, ai chọi cục một chết hết này. Thiên thư, để bây giờ mình sẽ vô trong cái thiên thư hiện tại giờ 30 30 20. Ok, ở đây dừng là được rồi. Thiên thư hải quân với lại hải cách mạng dừng là được anh em à. Ở đây mình sẽ bây giờ dồn tiếp úp vô cái thiên thư hải tặc nó sẽ ngon hơn. Chopper có thể là úp sao à, không đủ, không đủ lên 4 sao. Nami thường đúng không? Không đủ lên 4 sao luôn, lên 4 sao cho nó kích hoạt thiên thư sẽ tăng lên được thêm mớ lực chiến đó anh em. Để mình xem lại mấy bộ trang bị này. Có ghèn hay chưa? Ghèn full hay chưa? 55 60 Nami 30. Mình nghĩ là chắc là ghẹn full hết rồi á, 35 35. Ai 80 55 60. À cái này chưa full nè. 70 75. Đừng dừng 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 úp con ai rồi được rồi. Không nên úp tiếp con ai đâu. Bây giờ chuyển qua úp con Sanji đi. Sanji úp cho nó điều bộ đi trước đi. Đây cho nó lên 6 sao hết luôn. 6 sao hết luôn, sau đó quang Mihawk cho nó 6 sao hết luôn nha. Và sau đó quang Mihawk cho 6 sao hết luôn, và sau đó qua tới những con khác lên 6 sao hết luôn, và sau đó dừng lại. Sau đó dừng lại tập trung úp cho con A lên 6 sao với lại cường quá lên 60 luôn nha. Ủa 70 luôn nha. Lên 70 luôn để cho nó lấy cái dòng cộng hưởng này, full cái dòng cộng hưởng này, rồi sau đó tập trung úp cho con A lên bạch kim luôn cũng được. Nhưng mà bạch kim phải lên full set nha, nhắm lên nổi sao khoảng có tầm 2 3 sao rồi đó hả lên. Còn không thì đừng có lên bạch kim sớm, lên bạch kim sớm không thôi sẽ bị mất đi cái dòng cộng hưởng, nó thọt đi thọt lắm.
không úp không có cường quá trang bị lên được thì nó sẽ không có cộng hưởng, và không cộng hưởng thì nói chung là cũng thọt đi cũng hơi nhiều một xíu. Ok, xong trận pháp hiện tại giờ cũng 226 nè anh em. Có được một trời nhóc chân SP trận pháp nè, úp luôn để xem đỡ lên được bao nhiêu được chiến này. 287 rồi anh em à, 287 rồi, 300 rồi anh em à, 300 rồi, 300 mấy đây, 304 rồi anh em à, 305B cho anh em, 305B trận pháp. À, Thiên Thư không biết là có cái gì để ốp hay không, cường quá chưa đột phá nữa, thiếu ngọc đá rồi, cổ ngọc có khá là nhiều nhưng mà bị thiếu ngọc anh em à, thiếu ngọc tiếc à, hơi bị tiếc à. Mấy cái viên này à, cái viên tiên phong, thiện xạ, sát thủ, kiếm sĩ, sát thủ, tiên phong kiếm sĩ, thiện xạ, à mấy cái này ốp hết rồi. Ok, lên được 305B rồi anh em à, lên được 305B và hiện tại giờ thì SP kỹ năng, ồ kỹ năng khá là nhiều nè. Không biết là con A full chưa? À con A chưa full nên em à. Sát thương bản thân và toàn bộ xạ thủ. Hay úp cái kỹ năng này trước đi. Wow, lên được thêm 2B nữa. Đây, 3B mấy ấy. Úp cho con A lên trước anh em à. Úp cho con A lên trước với lại Navigot. Navigot chiêu cuối này nó full rồi anh em à. Senji thì cũng đã full này. Đây, không còn gì, thôi bây giờ mình sẽ để dành thôi. Wow, 312B cả anh em à, lên được 312B. Giờ chắc không còn gì để up nữa quá. Bây giờ xem đội trong đấu trường hiện tại bây giờ đang là, trời ơi sao quá anh em à. Hiện tại bây giờ đang top 4 mà cách biệt với lại top 3 là tới top 3 1.63T, top 2 9.707T Mina Super, và top 1 hiện tại giờ 3.745T. Ôi khá xa, không để nào solo nổi anh em à. Bạn bè à, tưởng đâu là tầm xem được chiến thì có thể là vô solo thử xem sao. Her Eris, buông đòn Her này cũng khá là VIP nè. Để solo thử xem sao anh em, solo với lại bạn Her này thử xem sao. Her Eris, được chiến trên khá là xa. Wow, hiện tại giờ bên kia đang bị khóa chiêu, bên mình đang bị khóa chiêu lại anh em à. Bên kia bay lên bầu trời rồi anh em à. Thế lực bên mình bay đây, bên mình bay lên đây. Wow, không có khả năng có khả năng khống chế ngược lại anh em à, có khả năng khống chế ngược lại ơi. Wow, nói chung là do không có thằng thánh anh em, do không có thằng thánh này, cho nên là hai bên khá là khó nhằn. Mình nghĩ là 60 kim cương này để dành đợi cái sự kiện ao làng quốc vô, biết đâu được nó sẽ có thể là đợt này không biết có ít 10 không anh em. Có ít 10, nếu mà có ít 10 thì sẽ lên được 600. Sự kiện ao làng này có vẻ như là nó dễ chơi hơn anh em à. Sự kiện ao làng này có vẻ như là nó dễ thở hơn, cho nên là dễ dự đoán hơn rất là nhiều. Đây, mong là đợt này có thể là quốc 60 sẽ lên được 600, sau đó là vô trong shop mua ngay và luôn cái trái hắc quỷ Guga, trái hắc quỷ Guga gắn cho con Sanji. Đây, để mình xem thử, hôm nay có bán trái hắc quỷ, đây trái hắc quỷ Guga đây. 300 kim cương, đó, 300 kim cương. Mua một trái một thôi được đây, gắn cho con Sanji để cho con Sanji nó bất tử là có thể là đá ăn này được các bạn. Her Eris nãy cho anh em, nãy là quýnh nói chung là cũng khá là hên xui á, 800 mấy B được chiến. Nói chung là cũng hên xui với nhau. Đây, quýnh với tầm lực chiến xem nè. 299 cũng cho 300 đi. Bên kia sử dụng gâu trắng á. Trời, bên kia quá chiêu nhanh quá nè. Wow, hơi bị trâu nha anh em, hơi bị trâu nha, bên kia trâu quá. Trâu thiệt. Gâu trắng bên kia trâu, bên này thiếu đam ha. Bên này bị thiếu đam rồi phải. Vô đam không được bao nhiêu anh em à. Không vô được bao nhiêu đam à. Nãy mình quên mở tiếng, nãy giờ quên mở tiếng. Wow, bên kia trâu quá. Quá trâu. Tại bên đây không úp đúng cái cộng hưởng thôi anh em. Bên đây mà úp đúng trang bị cộng hưởng này kia đam sẽ ngon hơn bên kia rất nhiều. Bây giờ nếu mà được thì cố gắng chia đều ra úp cho mấy con tướng lên thì có thể là sẽ win được anh em à. Đây, hiện tại giờ chỉ còn lại con Sanji với lại gâu trắng thôi. Hiện tại giờ thì do có bạn xin bé là bị thiếu cộng hưởng anh em, bị thiếu cộng hưởng cho nên là không có khả năng win được bên kia, thì cần phải úp thêm cộng hưởng này kia mới có khả năng là win được. Đó, úp thêm mấy bộ trang bị, đừng có dồn úp cho con A nữa. Bây giờ chuyển qua mấy con kia thôi. Đó, rồi ok.
tạm thời là chỉ như vậy thôi anh em, tạm thời là chỉ như vậy thôi. Cũng có danh hiệu Tam Thái Tử nè, Senji 7 sao với bầu giỡn cho anh em. Quét sạch kiếm thánh, kiếm vương nè. À, được mấy danh hiệu thôi. 2 4 5 cái danh hiệu anh em à. Rồi, ok, thôi mình sẽ kết thúc video đây thôi và cảm ơn bạn đã gửi cái ad cho mình để mình có thể review cho anh em xem và có thể là chỉnh ad lại giùm cho anh em. Đó, nó cũng đuổi mình luôn anh em ạ. À. Lại mất kết nối mấy chỗ tiếp và bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi và ở trong video này không có cái thẻ game nha anh em. Ở video tiếp theo nha, anh em đừng quên nha. Nhớ đón xem những video của mình và đừng quên bật chuông để có thể là săn những chiếc thẻ ngẫu nhiên bên trong cái video. Và ở cái mốc 7.000 người đăng ký sẽ tiếp tục diễn ra cái event này luôn. Event tặng thẻ ngẫu nhiên trong các video và các buổi livestream của mình đều có tặng thẻ game phanh cạc, thẻ tự chọn này kia các kiểu cho anh em. Vì vậy mà anh em đừng quên bật chuông để không bỏ lỡ các buổi livestream của mình cho anh em. Mình sẽ tặng thẻ bên trong đó. Và bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.